Văn Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, ở clip này thì cửa hàng đang phối ghép một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Vâng, thiết bị thứ nhất là một cặp loa HPM100 phiên bản là 200W. Vâng, đang được cửa hàng ghép với một chiếc âm ly Luckman L505S25 mã và một chiếc đầu Luckman D10. Là cho chúng ta một chất âm rất tuyệt vời khi được phối ghép với cặp HPM100 và những chiếc âm ly và những chiếc đầu CD của Luckman. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, Âm Thanh Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây mời quý vị và các bạn cùng vào thẩm âm toàn bộ sản phẩm của ngày hôm nay. Vâng, do cửa hàng xin test vào ban ngày nên cũng rất là ồn, nên quý khách hàng hãy chú ý lắng nghe. Mưa chiều dì dào qua sông khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mang cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Đèn ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tháng. Cất tiếng hát dấu trên những đám cây trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đa. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xăm. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm. Nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Đẹp ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tháng. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tháng.
ta tiễn em về đi với người. Về nơi ấy mai này còn nhớ ta không? Em bước đi, ta ngồi cùng với gió trăng. Trong gió mưa xa, mắt em dâu ngân lệ rơi. Khi bóng em về xa cuối trời, gửi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn xưa. Ta suốt đêm ngơ dại giống dỗi lang thang, vùi thân ra rét tìm em trong giấc mộng. Dấu trong da bút là tim em ngọn lửa, dấu trong thân tôi là chất ngất mỏi mòn. Về đâu em hỡi, dù biết cách xa là đớn đau, và xin em nhớ rằng có ta luôn đợi mong. Và xin em nhớ nửa trái tim ta còn yêu người. Chiếc âm ni Lachman L505S 2 la mã và một chiếc đầu CD Lachman D10. Vâng, rất tuyệt vời.
Vâng, xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh. Vâng, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.